Linh Đâu nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về gầu mút, chứ không nói về cá nha anh em. Một loại bò sát mà rất được nhiều anh em trong giới bò sát hiện nay chơi. Tại vì cái đặc tính dễ thương nhất của nó là nó rất là hiền lành. Nó với giá cả thì nó cũng là sinh viên đó nha anh em. Anh em thấy hôm nay là mình mới cho ăn xong nên nó em nó lên nó phơi nắng. Thì cái này mình nói sơ cho anh em không biết chơi thôi, chứ còn anh em biết chơi thì nói chung là lướt lướt qua xíu cũng được. Tại vì những cái kiến thức này nó cơ bản lắm. Thì bò sát á là loài động vật máu lạnh, nên nó thường thường là những loài động vật bò sát á, thường thường nó ăn xong á là nó sẽ phải cần có ánh nắng để tiêu thụ cái lượng thức ăn đó. Đó, nên anh em nuôi bò sát mà nếu nuôi ở ngoài á thì anh em có ánh sáng mặt trời đó, còn ví dụ như anh em nuôi trong nhà giờ thì anh em phải có đèn chuyên dụng. Đèn này là Liên xài đèn kết hợp giữa UVA và UVB luôn. Còn có nhiều anh em không thích thì anh em sẽ xài hai cái đèn riêng, một cái UVA và một cái UVB. Thì cái đó là nó giả lập ánh sáng mặt trời á, nó giúp bò sát có được cái nhiệt độ để tiêu hóa cái lượng thức ăn. Thì cái con rồng mút này á, nó đặc trưng của nó mà mọi người thích á, như Liêm nói á, là nó rất là hiền, anh em thấy không? Hầu như anh em nuôi đó anh em không có cần thuần đâu. Từ size baby hay gì lên là nó đã thân thiện rồi. Với lại cái đặc tính của nó là nó hơi bị lì đó, nên nó không có sợ những cái con vật mà kích thước bự như con người mình đó, nên anh em mình chơi nó khỏe lắm. Nếu mà anh em nuôi từ nhỏ mà mua từ những cái shop người ta cản ra người ta bán á, thì hầu như là cha mẹ nó đã quen với đây rồi, thì nên bản thân nó đẻ ra từ nhỏ nó cũng quen với việc tiếp xúc với con người rồi. Bây giờ đi nói tới cách setup chuồng trại nha. Thì anh em thấy không, đơn giản lắm, chỉ cần một cái đèn, một khúc cây đây đó, cho nó nằm để nó phơi nắng. Rồi bên đây là Liêm để một cái thao nước vô đó, là để cho ví dụ như khác uống. Nhưng mà nha anh em, nhiều anh em nói bò rồng mút này nè, là bò sát rồng mút này nó hay dễ bị đột tử, nhưng mà Liêm nghĩ là không phải vậy đâu. Cái sức sống của những cái con này nó mãnh liệt lắm. Nó hay bị đột tử là thứ nhất là chỉ do hai vấn đề thôi, là một là ngộ độc thức ăn. Ngộ độc thức ăn dễ nhất là anh em cho ăn thức ăn rau này nè. Đó, anh em nên lựa những cái loại rau theo Liêm á, là Liêm cho ăn rau muống, bí đỏ, không cho những cái ăn trái cây ngọt. Tại vì anh em biết không, bò sát nó không có tiêu thụ đường mạnh được như các loại khác, nên cái việc mà nó ăn những cái chất ngọt, ví dụ như chuối nè, lê nè, táo nè, nó vẫn ăn nha anh em, nhưng mà nó sẽ bị gọi là bị lên men, tại vì nó không tiêu hóa được cái lượng nó như con người của mình, nó sẽ bị lên men cái lượng thức ăn đó và độc tố nó sẽ xảy ra và con bò sát nó sẽ rất dễ đột quỵ để chết. Đó, anh em thấy nó đang sung là nó gật đầu vậy đó. Đó. Thì anh em né những cái thức ăn mà mang cái lượng ngọt nó ra, hoặc có thể anh em mua mà không có thời gian mà để bào thức ăn như mình vậy nè, thì anh em nên mua những cái gói sản phẩm bán. Thì mình theo mình sử dụng, mình thấy cái gói VIP bên anh Nam Ngô á là xài rất là ok, tại vì ảnh tổng hợp vừa đủ chất dinh dưỡng cho bò sát ở khí hậu Việt Nam, là nên anh em mình ăn không sợ. Tại vì hay anh em mua những cái gói của châu Âu á thì nó ít dinh dưỡng lắm, tại cái khí hậu bên đó người ta ít nắng, người ta chủ yếu là nói chung là khí hậu của nó không có phải là khí hậu nhiệt đới như mình, ít nắng lắm, nên người ta cung cấp cái lượng dinh dưỡng cho trong những cái gói thô đó nó ít, là tại vì để cái hàm lượng nắng của nó tiêu thụ vừa đủ cái lượng dinh dưỡng thôi. Còn ở khí hậu Việt Nam mình thì anh Nam Ngô anh đã làm ok rồi, nên anh em chỉ mua về xài thôi. Nhưng mà cái khó nhất của anh em là tập làm sao cho nó ăn nha anh em. Tại vì cái loài động vật bò sát mà rồng mút này nó riêng á, là nó ở ngoài thiên nhiên là nó ăn mặn chủ yếu, nó bắt được tất cả các côn trùng, chuột, dế, rắn rít gì đó mà vừa miệng nó là nó ăn hết. Nên ở nhà thì anh em cho nó ăn, nó cũng lựa côn trùng nó ăn trước, thì Liêm sẽ dụ nó bằng cách nào. Đó, đây để Liêm quay kỹ cho anh em coi cái gì đó không. Này nó đó, anh em thấy không, Liêm bào sợi ra, rau muống thì Liêm cắt nhuyễn ra, cà rốt thì Liêm cũng bào ra để nó giống con sâu. Thì khi mà em nó ăn á, em nó lầm tưởng như con sâu, em nó sẽ ngậm theo, em nó ăn một hồi á thì em nó thấy nếu mà cảm giác mà nó vừa miệng ăn được á thì ok, em sẽ ăn liên tục, một ngày nó ăn một chén rau vậy. Với lại anh em hạn chế những con nhỏ thì anh em đừng có cho ăn rau nhiều quá, tại vì cái nhu cầu dinh dưỡng của cái con nhỏ đó thì nó cần rau ít lắm. Đó, anh em Google anh em sẽ thấy một cái bảng hàm lượng chất dinh dưỡng thức ăn của nó đó. Còn mấy anh em vô những cái hội nhóm anh em sẽ thấy người ta chia sẻ, thì khi những con lớn nó cần cái lượng rau nhiều, vì thứ nhất là nó sẽ lấy nước từ cái lượng rau đó. Và cái vấn đề thứ hai Liêm muốn nói về vấn đề đột tử của rồng mút á là đèn luôn nha anh em. Nhiều người nói nó sống ở sa mạc nắng cỡ nào mà nó sống được, mà tại sao lại nói đèn là đột tử? Không có đâu, Liêm đã từng bị rồi. Hai ngày Liêm đi làm việc liên tục ở Vũng Tàu, Liêm bỏ em nói là Liêm mở đèn từ 6 giờ sáng
đúng rồi, từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều là về em nó nằm rã người luôn. Tại vì anh em hiểu không, cái ánh nắng ở ngoài tự nhiên á, nó là có cơn, nó thấy nó nắng liên tục vậy á, nhưng mà thực ra nó có cơn. Nhưng mà nó, cái cơn của nó thường thường hay đúng á là khoảng 15 phút, là nghĩa là nó nắng xong nó chạy mây nó mát, xong nó nắng nó chạy này nó mát. Đối với những nước mà có khí hậu ổn định á, thì nó là như vậy. Nên anh em để ý đi, những cái con bò sát này á, nó ở ngoài thiên nhiên nó cũng sẽ có những cái chỗ trú. Anh em bố trí đèn làm sao mà một góc đèn nó nắng thôi, nhưng mà một góc đèn bên đây nó phải mát. Đó là để cho, ví dụ như mà nó phơi nắng đủ rồi thì nó phải vào đây. Nhưng mà theo Liêm quan sát Liêm nuôi á, thì Liêm thấy cái thời gian mà của cái con này mà nó cần á, là đèn á, anh em mở liên tục từ sáng thôi, 6-7 giờ sáng anh em mở tới 11 giờ trưa là ok. Không có cần phải là mở liên tục nguyên một ngày, tại vì nó ăn một lượng thức ăn đó xong nó phơi nắng là ok rồi. Còn lại là nó chỉ cần bóng râm râm mát mát thôi, chứ không mở, không cần phải mở nắng liên tục. Liêm thấy con bò sáng là phải nhất. Còn bữa hổm Liêm mở xuyên suốt 2 ngày thôi, là Liêm thấy cái con bò sáng này là size 4 mít rồi đó, mà nó còn ngu quá thì baby là lụm chắc luôn đó nha anh em. Nên anh em phải cẩn thận cái việc ánh sáng. Đó là kinh nghiệm mà của Liêm từ thực tế, chứ vào diễn đàn vào mấy cái này thì chưa thấy người ta nói về đồng quốc nhiều, về vấn đề kỹ lưỡng thời gian mở đèn nhiều. Đó, thì người ta chỉ ghi là mở đèn là nên xài UVA, UVB, thiết kế đèn là nên một góc thôi chứ không được hết nguyên chuồng. Đó là nói sơ sơ. Còn chính xác nhiệt độ của con rồng út này nó cần bao nhiêu thì cái đó là do tích lũy kinh nghiệm của anh em, và anh em mở cái đèn này một ngày bao nhiêu tiếng là do kinh nghiệm của anh em. Tại vì mình chơi mình phải tích lũy đó, thì đơn giản vậy. Anh em cứ mở như Liêm nói là từ 6-7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa là ok. Còn anh em mà cảm giác mà anh em thấy thích muốn cho nó ăn một ngày hai cử á, thì đầu giờ chiều khoảng 2-3 giờ anh em mở đèn nữa, tới 5-6 giờ tối anh em tắt. Nhưng mà anh em phải quan sát của cái con này nha, vì có nhiều con nó uống nước được đó, nó uống nước đó, anh em bỏ nước vô nó tự uống được thì nó khả năng nó chịu nhiệt nó sẽ cao. Còn có những con nó không biết uống nước luôn nha anh em. Liêm nhấn mạnh là có những con nó không biết uống nước luôn, là bữa hổm Liêm về là con này trong tình trạng là gần như chết rồi, nó nằm rã người đó hết. Bắt đầu Liêm bắt ra, Liêm để cho cơ thể nó nhiệt độ nó nguội xuống, là nghĩa là mình không đi tắm liền mà mình để nhiệt độ đèn nó nguội xuống một hồi, và Liêm mới bắt nó, Liêm cho rưới nước lên người nó từ từ, và Liêm để cái miệng nó vô sát vòi nước á. Tại vì Liêm lúc đó là Liêm chưa có kinh nghiệm gì hết, là hơi quýnh, nhưng mà mình cũng vẫn suy nghĩ được là tại vì chắc do nắng quá, tại bữa hổm mình mở đèn liên tục á, mình cảm thấy con này do chắc do nắng quá, thì lúc là Liêm đem xuống vòi nước, Liêm mở nước cho nó uống á, thì nó le lưỡi ra nó uống nha anh em. Chứ còn để nước trong đây nó hoàn toàn không biết uống, nó đi nó dặm đổ hoặc nó bơi chậm thôi, nên nó hoàn toàn không biết uống nước trong đó. Đó thì sau khi nó uống một hồi á, khoảng 15 phút sau là nó tỉnh được một phần. Đó, và tiếp tục Liêm cho đi uống nước nữa một lần thứ hai, là nó gần như nó khôi phục sức khỏe là 70%, là lúc đó nó bò được liền và nó mở mắt nhẹ nhẹ ra nha anh em. Lúc đó là gần như nó nhắm mắt nó mở mắt không nổi luôn, tại vì nó khô quá đó. Thì qua ngày hôm sau là em ấy nó phục hồi như trạng thái bây giờ đó, thì Liêm mới suy ra được cái lượng đèn mà mình cần thắp cho con này á, đó là đối với cái thời buổi bây giờ này, là cái thời tiết bây giờ nè, đó là cái mùa này tương đối nóng nực, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đèn phải mở như thế nào ở cái mùa như thế này, còn để mùa sau thì Liêm cảm nhận thêm đã, rồi Liêm mới nói làm vlog để Liêm chỉ cho anh em. Tại vì cái môn này Liêm cũng mới chơi thôi, cái gì mình mới chơi thì mình cảm nhận sau mình chia sẻ, chứ cũng không phải là chỉ dạy gì nha anh em. Mình dùng cái từ chỉ cho nó dễ hiểu thôi, chứ còn thực sự ra là môn này Liêm mà gà lắm, Liêm mới vô. Thì đây là cũng là một con rồng mút đầu tiên của Liêm nuôi thôi đó. Còn Igu thì tương đối nó dễ hơn anh em. Igu là một Liêm đánh cái đèn đó là từ sáng 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều luôn đó, rồi giục bó rau cho nó ăn, rồi thêm một chút vip, hoặc là lâu lâu thì Liêm bào thêm cà rốt và bí đỏ đó. Chủ Igu chủ yếu anh em chơi nó là anh em thuần nó kìa đó, đừng có thương nó quá. Ví dụ như anh em nghĩ là nó ăn cái này thiếu chất, nhưng mà thật sự ra Igu ở ngoài thiên nhiên á không ai bổ sung canxi cho nó đâu. Quan trọng là cái lượng rau quả nó ăn nó đa dạng phong phú, nó sẽ tự có canxi trong đó. Ví dụ như là nó có cái loại mà rau mà rau gì bữa hổm anh Năm Ngô anh nói anh chia sẻ đó, trong rau đó nó có canxi, anh em bổ sung cái rau đó cho nó là ok. Hình như là rau quên này, cái lá nó bầu bầu rồi thì cũng để nấu canh ăn á, thì rau đó là nó có canxi trong đó. Còn ví dụ nhiều anh em thì anh em lấy bột canxi anh em rắc lên đây, nhưng mà rắc lên rau á thì anh em phải nhớ là liều lượng nha, tại vì cái con đó nó dư canxi nó sẽ bị urat, có nghĩa là nó ỉa ra một cái cục màu trắng á. Mà cái cục đó nếu mà anh em bổ sung canxi nhiều quá, cái cục đó nó tích lũy bự á, cái con này nó không đi tiêu được thì nó sẽ bị tắc ruột và nó chết. Thì động vật bò sát anh em nuôi nó, anh em thương nó quá là nó sẽ dễ chết hơn là anh em mà chăm sóc bình thường
đó. Anh em thấy dụ như thấy nó thích ăn chuối nè, thích ăn mít nè. Đối với những cái lòng vật bò sát mà như Igu á, là nó cực kỳ thích ăn những cái đồ mà ngọt ngọt luôn nha anh em. Nó không kiềm chế được đâu, nó do là người nuôi thôi. Còn Út này á thì nói chung là nó ăn ăn tạp, nhưng mà anh mình khuyến khích là sai bự như Lim nè thì nên cho nó ăn nhiều rau để nó bổ sung được nhiều thứ đó. Nó chạy chúng nó ăn hết thau rau giờ, tại vì nó sẽ ưu tiên nó ăn sâu trước, nó vẫn thích ăn sâu tại vì đó là đặc tính tự nhiên của nó, nên Lim bỏ cho đây ít sâu lắm. Và một ngày lúc trước á Lim bỏ cho nó một lần ăn tới 10 con sâu hơn, nhưng mà kỳ này Lim bỏ lại ngắn lại, Lim bỏ cho 3-4 con sâu thôi, nhưng mà tăng cường cái hàm lượng rau lên đó. Khi nó ăn như vậy nó sẽ tạo nên cho nó cái sự nước cần thiết, nước trong người nó từ rau, và nó sẽ ít ăn sâu hơn là nếu bạn sâu nhiều quá, đạm nhiều nó cũng không tốt nha anh em đó. Thì ở ngoài thiên nhiên anh em cứ coi mà thiên nhiên mà anh em làm thôi, tại vì cái con rồng này nó bắt mồi rất là dở, nên cái việc mà nó ăn được nhiều thức ăn mà sâu dế là chuyện không có đâu. Lâu lâu nó bắt được con nó mừng chết rồi, nên mình cứ cái gì mà thiên nhiên thực tế thì mình sẽ đem vào mình áp dụng là con rồng nó sẽ khỏe nhất thôi đó. Khi nó sung nó khỏe thì cơ thể nó anh em nhìn dễ biết lắm đó. Nó nằm nó phơi là nó pinh hai cái bụng nó ra đó, nó gật đầu vậy đó. Gật đầu vậy thứ nhất là nó rất là khỏe trong người sung, và nó muốn bảo vệ lãnh thổ nó khi gặp nguy hiểm. Là ví dụ như mà đang đứng nè, nó không biết mình làm gì á, nên nó làm như vậy để nó hù mình á đó. Đó, nó là biểu hiện của một con rồng rất là khỏe và bảo vệ lãnh thổ rất là tốt. Thì con em này là em đực à, tới bây giờ thì Liêm chỉ phân biệt được em đực em cái là do người ta dở đuôi lên người ta chỉ thôi, còn mà xác sức 100% thì chắc Liêm cũng chưa chịu đâu, không biết cái đó thua đó. Thì cái gì Liêm học tập được á thì Liêm sẽ chia sẻ cho anh em. Em này là không tập lỗi đẹp lắm, nhưng mà màu này cũng là màu thường thôi nha anh em. Thì nói về các màu của rồng mút thì bây giờ Liêm mới chỉ nghiên cứu thôi. Nó thì Liêm nghĩ nó sẽ có 3 tông màu chính. Một màu là normal là bình thường, là cơ bản nhất của rồng. Và màu thứ hai là cam, và màu thứ ba là đỏ. Còn những cái mà người ta ghi là hippo á thì đó lại gọi là nó mất đi sắc tố đen. Ví dụ như là hippo orange là màu cam mất đi sắc tố đen, hippo red là màu đỏ mất đi sắc tố đen. Thì nói chung là cái nào mà nó có gắn chữ hippo vô thì anh em biết cái giá nó sẽ kèm theo sẽ rất là cao. Tại vì người ta phải lai tạo để mất đi cái gen màu đen đó. Là cái gen màu đen là cái gen mà gọi là gen trội, thì nó sẽ lúc nào cũng thể hiện trong rồng hết. Mà để lai tạo ra một cái giống mà mất đi cái gen đó thì rất là khó. Mà bên Igu hay là bên rồng Úc gì cũng vậy, giá nó sẽ cao đối với những cái loại hippo đó. Đó thì cái video clip hôm nay thì Liêm chỉ muốn chia sẻ với anh em về cách nuôi rồng mút đơn giản, setup chuồng đó đơn giản. Đây là Liêm lót thảm sơ dừa nè, tại vì có nhiều người lót cá thể, nhưng mà theo Liêm là thảm sơ dừa là tốt nhất, vì nó ỉa xong cái mình lấy giấy vệ sinh á mình hốt ra nó dễ lắm đó. Lúc nào nó cũng tạo vô cái con này một môi trường thông thoáng và sạch sẽ hết, tại vì rồng sao mạc thì nó không cần độ ẩm trong đây cao, nên anh em không có cần phải làm gì cầu kỳ hết đó. Anh em chỉ làm đơn giản với Liêm thôi đó, một khúc gỗ đó, một hai cục đá, một cái đồ nước và một cái đồ ăn cho nó thôi, vậy là ok. Còn đèn thì như Liêm nói là một góc thôi, đừng có để đèn hai bên, không có khoảng không gian tối cho nó là cũng mệt lắm á. Nó nắng nó không biết đường đâu trốn, tại vì nó phơi mình xong nó vừa đủ nắng nó sẽ vào ở trong mát nó nằm nó nghỉ đó, là lúc đó là nó không cần nắng nữa. Thì anh em phải chất đắp như vậy là ok nhất. Rồi về vấn đề thứ hai là luôn muốn nói là vấn đề chuồng, là anh em nên là bữa hổm Liêm bị rút kinh nghiệm là Liêm làm cái chuồng hay bí. Thì cái chuồng này Liêm làm là nó sẽ là kiến hết xung quanh luôn, nhưng mà ở trên đây là có lưới nè anh em thấy không đó, lưới hai bên vậy để cho cái lượng không khí nó luồn qua luồn lại, nó không có bị hầm con rồng thì con rồng nó sẽ thoải mái hơn. Tại vì ở ngoài sao mạc nó cũng vậy, tuy nó nóng nắng nhưng mà nó là gió luồn liên tục chứ nó không có phải là bị ấm như mình đó. Anh em thấy không, nó lại ăn rau nữa nè đó, đói là tự ăn thôi. Giờ đâu còn sâu trong đó đâu, sao mà nó nhìn lầm đúng không, tại vì do nó thích, nó ăn được, nó thấy nó thích cái vị đó là ok. Rồi cũng xin chào anh em nha, Liêm sẽ làm nhiều video clip sau về bò sát nữa. Thì bây giờ Liêm sẽ vừa làm cá và vừa làm bò sát luôn. Nói chung là Liêm chia sẻ về vật nuôi rất là nhiều, tại bây giờ hiện tại thì cái môn này chỉ là môn của Liêm chơi thôi, Liêm chưa kinh doanh. Và nói chung là cái môn này ít người chơi lắm, nên nó còn ít cái lượng kinh nghiệm chia sẻ lắm, nên Liêm sẽ sưu tập học hỏi từ nhiều anh em, và Liêm biết cái gì chính xác Liêm sẽ thử nghiệm và Liêm sẽ lên đây Liêm chia sẻ lại cho anh em. Xin chào anh em nha, chúc anh em có một con bò sát đẹp nha.